Thưa quý vị, toàn tỉnh hiện có hơn 125.300 công dân trong độ tuổi thanh niên. Tuy nhiên, chỉ có hơn 40.000 thanh niên, chiếm hơn 30% tổng số thanh niên toàn tỉnh, sinh hoạt đoàn hội tại các địa phương. Để thu hút thanh niên phát huy vai trò, trí tuệ của thanh niên trong sự nghiệp phát triển của địa phương, các tổ chức đoàn hội trên địa bàn tỉnh đang tích cực vận động thanh niên tham gia các mô hình câu lạc bộ, đội nhóm theo sở thích, ngành nghề. Đa phần nhân viên, người lao động công ty cổ phần Thế giới Nội thất Phú Thịnh, thành phố Vũng Tàu đang trong độ tuổi thanh niên. Trong số đó có nhiều lãnh đạo, nhân viên yêu thích các hoạt động xã hội tại địa phương. Nhằm phát huy nhiệt huyết từ các thanh niên này, tháng 3 năm 2023, Thành đoàn Vũng Tàu đã vận động thành lập chi đoàn cơ sở công ty trực thuộc Thành đoàn Vũng Tàu. Chi đoàn có 10 đoàn viên do đích thân giám đốc công ty làm bí thư. Chúng tôi quyết định thành lập để chi đoàn đây gồm 10 người thì để tạo sự gắn kết của anh em đoàn viên trong công ty cũng như là cùng các tham gia các hoạt động của bên thành đoàn tổ chức để góp phần giúp sức xây dựng thành phố mình. Tại khu vực nông thôn, việc thu hút tập hợp thanh niên cũng được thực hiện thông qua các tổ nhóm có cùng ngành nghề nhằm tương trợ lẫn nhau trong sản xuất kinh doanh. Đây là tổ hợp tác sầu riêng của 7 thanh niên tại xã Kim Long, trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Châu Đức. Từ khi thành lập giữa tháng 3 năm 2023, các thành viên trong tổ đã kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng sầu riêng với nhau. Qua hợp tác xã thì cũng có hướng dẫn kỹ thuật để làm sầu riêng. Hiện nay mình sử dụng thuốc về sinh học nhiều, chứ mình không có sử dụng hóa học. Nó cũng tiết kiệm nhiều chi phí. Vô hợp tác xã thì sáng ra thị trường thương lái không ép. Thứ hai nữa, mình hợp tác xã mình lấy phân thuốc công ty nó vẫn rẻ hơn so với người dân lấy. Toàn tỉnh hiện có hơn 125.300 công dân trong độ tuổi thanh niên. Tuy nhiên, chỉ có hơn 30% thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên các địa phương. Do đó, để tập hợp thêm thanh niên cũng là thêm trí tuệ và sức trẻ cho tiến trình phát triển. Tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu đã đẩy mạnh thành lập các tổ, đội, nhóm, câu lạc bộ theo sở thích, ngành nghề của thanh niên. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp đoàn hội toàn tỉnh đã phát triển mới gần 2.000 đoàn viên thanh niên. Chú trọng vào các nội dung là giao lưu văn hóa, thể thao, rồi đóng góp vào các cái hoạt động của xã hội để cho họ nhìn nhận, họ thấy là cái vai trò trách nhiệm của thanh niên. Phải đổi mới các nội dung, làm sao cho phù hợp với lại nhu cầu, sở thích của thanh thiếu nhi hiện nay. Ứng dụng các loại hình để chúng ta tổ chức các hoạt động nó phù hợp với nhu cầu, với sở thích của thanh thiếu nhi thì chúng ta mới có thể đoàn kết tập hợp thanh niên và tổ chức mình được. Chứ nếu mà chúng ta vẫn giữ những phương án cũ, những cách làm mà như trước đây thì như vậy chúng ta sẽ mất dần thanh niên bởi các loại hình giải trí công nghệ hiện nay. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027 đặt mục tiêu tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên phải đạt 68% tổng số thanh niên toàn tỉnh. Như vậy, từ nay đến năm 2027, các cấp đoàn hội thanh niên trên địa bàn tỉnh phải phát triển mới hơn 18.000 đoàn viên thanh niên mới. Để hoàn thành mục tiêu này, đòi hỏi các tổ chức đoàn hội phải hết sức sáng tạo, nỗ lực để tạo môi trường, mô hình phù hợp, thu hút, tập hợp thanh niên.